theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh hiện nay nhiều diện tích rừng ngập mặn ở trà vinh được trồng mới và bảo vệ tốt đã góp phần làm ổn định bền vững cho hệ sinh thái dưới tán rừng phát triển gắn với khai thác nguồn lợi thủy sản và người nuôi thủy sản có thu nhập ổn định hạn chế thấp các rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu gây ra Tính từ năm 2020 đến nay, diện tích trồng mới và trồng bổ sung được 153 ha rừng tập trung, nâng tổng diện tích rừng phòng hộ toàn tỉnh ước đến cuối năm 2023 đạt 9.600 hectare, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 4,1%. Ngoài ra, các địa phương còn trồng mới gần 500.000 cây phân tán, góp phần hạn chế sói lở, chắn gió, bảo vệ bờ biển, ổn định môi trường sinh thái cho sản xuất nông nghiệp. Đối với diện tích rừng sản xuất, các địa phương vùng ven biển như huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành và thị xã Duyên Hải Người dân được nhận giao khoán bảo vệ rừng và kết hợp với khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng gắn với nuôi thủy sản quảng canh. Hiện nay, người nuôi tôm quảng canh luôn duy trì diện tích rừng phù hợp và nhiều khu vực. Người dân còn tự trồng dặm thêm cây rừng để tạo bóng rậm cho tôm và hạn chế được thời tiết nắng nóng do biến đổi khí hậu.